Xin chào tất cả các fan yêu quý của Kun. Lâu quá rồi chúng ta mới có dịp được nói chuyện với nhau như thế này đúng không? Kun biết là các bạn rất rất là nhớ Kun. Và trong thời gian qua thì Kun nhận rất là nhiều được sự quan tâm của tất cả các bạn. Các bạn inbox trên Facebook của Kun rất 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 là nhiều. Và các bạn vẫn cứ hỏi Kun những câu hỏi như là vì sao mà Kun xinh thế? Vì sao da của Kun trắng như vậy? Và như Kun đã chia sẻ là Kun không có bí quyết gì hết á. Cô may mắn có một nét đẹp rất là tự nhiên. Cô tự hào về điều đó. Nếu như có chia sẻ thì đặc biệt cô có một sở thích là cô rất là thích ăn chuối. Cô thích ăn chuối mọi lúc mọi nơi, 24 giờ trên 24 giờ luôn á. Đó là một sở thích rất là tốt. Ăn chuối cực kỳ tốt. Và khi nào mà cô có nhu cầu thì cô sẽ ăn thôi. Một ngày cũng phải ăn một nải, hai quả chuối cùng một lúc vẫn được bình thường. Và đặc biệt là Kun ăn chuối xong thì Kun sẽ uống sữa, có bao nhiêu sữa thì Kun sẽ uống hết. Và bởi vì nhờ cái sở thích là ăn chuối và uống sữa của mình cho nên Kun có một nét đẹp như bạn thấy đó, rất là đẹp đúng không? Kun tự tin mình đẹp bình thường, còn ai nói thì nói bình thường à, bởi vì Kun nghĩ là họ ghét tô mình thì họ phải nói thôi. Quân muốn lắm, muốn em luôn ở ngay đây, muốn mình cùng ăn chuối. Và có một cái vấn đề nữa mà các fan của Kun đã inbox và hỏi Kun rằng về một cái cô gái điên vừa mới xâm nhập vào trái đất này, thì hỏi thẳng Kun là Kun nghĩ sao về hiện tượng bà Tưng. Là một thanh niên nghiêm túc, Kun được trả lời là nếu như mà Kun trả lời về bà Tưng á thì một số bạn sẽ nghĩ là Kun ăn theo bà Tưng. Nhưng mà nếu bạn nghĩ như vậy rồi á thì bạn cứ lên Google của người trái đất và search là bà Tưng ăn theo ai để nổi tiếng và học theo cách của ai để nổi tiếng thì các bạn sẽ có câu trả lời. Ok. Và với vai trò là một tiền bối đi trước đã để lại nhiều bài học xương máu cho bà Tưng và đồng bọn thì Kun sẽ được trả lời như thế này. Bà Tưng dù gì cũng chỉ là một cô gái điên mà thôi. Nó bị tưng, nó tưng tửng như vậy thì cũng chẳng có gì đáng để mình quan tâm cả. Đúng không? Nếu mà mình quan tâm nhiều quá thì quan tâm theo cái kiểu đồng cảm và thương hại thì ok. Còn nếu mà quan tâm ném đá như một số bạn thì không có nên lắm. Bởi vì người ta đã bị khùng vấn đề tâm lý nó bị tưng tưng như vậy rồi thì ném đá thì mình hơi bị ác. Và với lại Kun thì Kun gọi là bé Tưng chứ Kun không gọi là bà Tưng. Bởi vì gọi bà Tưng chẳng khác nào kêu nó bà nội bà ngoại của mình. Đúng không? Dù gì bà Tưng cũng chỉ là một cô gái bị tưng thôi. Mắt của mình sao nó dễ thương quá ta. Và đặc biệt nữa, Quân nghĩ á, là một người đi trước và có nhiều kinh nghiệm thì Quân nghĩ là truyền thông nên 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 để mọi chuyện nó bình thường đi, chứ đừng có làm quá lên và tạo cơ hội để cho mọi người có thể gọi là chúi mũi vào cái sự việc nó không đáng. Trong thời gian đó chúng ta nên làm những việc có ích hơn cho xã hội, nó sẽ hay hơn rất nhiều. Đặc biệt nha, rất là nghiêm túc. Hãy để bà Tưng và đồng bọn tan theo mây khói và rời khỏi hành tinh này ngay lập tức. Ok. Hãy mặc Tưng đi, hãy để đời Tưng hoang phí. Hãy mặc Tưng đi, vì Tưng có đâu bình thường. Và các bạn nữa, các bạn yêu quý Kun, Kun biết điều đó. Tuy nhiên thì Kun nghĩ là các bạn yêu quý Kun cũng trong sự kiểm soát của tất cả các bạn thôi. Chứ đừng có yêu quá, đừng có cuồng Kun quá. Như cuồng K-pop thì lúc đó là ảnh hưởng tới tên tuổi của Kun nữ. Ok. Hãy giống như anh chàng The Rain Man á. Anh chàng đã chạy bộ rất là dữ dội để có thể gặp được thần tượng của mình một cách hâm mộ rất là sự. Thì các bạn nên cùng Kun lịch sự
như thế thì Quân sẽ yêu thích các bạn hơn, xin sẽ trân trọng cái tình cảm của các bạn hơn. Cho nên là hy vọng là các bạn cuồng Quân trong mức độ kiểm soát thôi, đừng có cuồng Quân quá, lúc nào cũng Quân 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 thì hơi khó cho Quân, và Quân cũng không muốn các bạn như vậy, bởi vì các bạn đã yêu quý Quân rồi thì Quân cũng muốn cho các bạn tốt hơn thôi. Vâng, và còn rất rất là nhiều những câu hỏi của tất cả các bạn, như là dự định tương lai của Quân như thế nào, hay là Quân yêu thích ai, con trai hay con gái, Quân thuộc giới tính thế nào, thì Quân thuộc giới tính thứ năm, còn giới tính thứ ba, giới tính thứ hai, giới tính thứ nhất gì đó của các bạn nói ra thì không có liên quan tới Quân. Quân sống sau đó là chuyện của Quân, không ảnh hưởng tới cả các bạn. Quân đâu có dành bữa ăn sáng của bạn đâu, Quân cũng đâu có ảnh hưởng tới kinh tế nhà bạn đâu, đúng không? Ok. Ui, mắt của mình nó cứ long lanh đấy nhỉ. Và rất rất là nhiều câu hỏi nữa. Nhưng mà bây giờ đã đến cái khoảnh khắc mà Quân phải rời trái đất rồi để làm nhiệm vụ của một thiên sứ. Một thiên sứ chứ không phải là một thiên sứ. Ok. Và bây giờ Quân phải bay đi đây. Tạm biệt hành tinh của tất cả các bạn. Quân sẽ quay lại trong một thời gian gần nhất để có thể dẹp loạn. Rồi anh giữa mùa đông giá lạnh, để nghe gió mùa xuân bừng xanh.